Hello anh em nha. Hôm nay hai anh em mình có một chuyến đi săn sóc nữa. Đây. Con này là con sáng sớm đầu khai trương. Ngay đầu mà sao sống nổi. Anh có bắn cái sợi cái mỏ đâu? Hay bắn chúng đâu nữa? Anh bắn chúng đây nè. Không. À, này có dấu nè. Mà không gãy xương. Đó, uống cái lúc gì vậy? Mà vừa thấy nó vậy mà nó chạy cũng dữ vậy trời, dữ ghê trời. Nó không vô xương. Vô thịt. Trời, con chả bá luôn, bự lắm mà. Ôi ôi phê phê. Sắp đang leo nha anh em. Dạ. Ok ok, quá tuyệt. Em đầu tiên sáng sớm mà được con vậy là ok lắm rồi. Sáng sớm mình khởi động bằng một cái sao gì chạy giờ nó đói bụng rồi. Giờ nghe nó bụng chắc ra cạp bánh mì quá. Giờ mình mới có sức để dí tiếp chứ cần. Đói quá là xong luôn á. Thì hôm nay hai anh em mình lại làm một chuyến đi săn đây. Mình đi hôm nay vẫn là cái câu y đầu lâu phiên bản thợ săn của mình nha anh em. Khẩu dây là dây màu trắng 12, 19, 190. Đây. Song xanh. Nguyên cặp luôn anh em, thấy không? Nguyên cặp. Rồi, ok. Rồi, giờ thì tiếp tục let's go. Thợ săn Bình Dương. Mình ăn sáng nha anh em xem à, đẹp không? Ăn sáng với bánh mì. Rồi, anh em coi nè. Cái lá điều này nè. Ăn rất là ngon nha anh em. Cái này mà cuốn với cá lóc nướng hay cá trê nướng gì á, ăn rất là ngon. Ăn anh em. Ngon quá anh em ơi. Ăn coi. Ghê. Coi nha. Lá điều ngon nha, uống với ăn với bánh mì ngon lắm anh em ơi. Ăn cái này ngon lắm rồi, ngon lắm. Cực kỳ luôn. Mời em nha. Đói quá à. Sáng mới sang được sóc đi, đói quá. Quá phải. Ăn cái này nó có vị chát chát, thơm. Và cái gì mà ăn cái này rất rất tốt, tôi được tiêu hóa. Cái này mà cuốn với mấy đâu, cá trời nướng á, còn nói này mà. Còn cái mì cuốn luôn, cuốn nó đều luôn. Rửa miếng nước nha. Ăn hết rồi. Mình làm bằng cái dính nó ngon phải không? Đây là bằng gì ngon. Ăn có tí rau tí thắt. Rồi bây giờ tiếp tục. Let's go. Cơm no đủ say rồi mình đi chiến đấu. Chiến sắp. Thấy không? Chết luôn rồi. Chết rồi. Đâu phải con đâu.
Con bự chứ. Bự hơn con kia. Bự hơn con bữa. Ừ. Con cục bày sao? Không, to hơn con kia. Rồi hết em, mình hai này mình mới hạ được em sóc nữa nè. Em mất cái con bên kia, giờ mình qua mình lượm được con này. Mất con bự để lượm được con nhỏ. Rồi, cũng được, không sao. Có lượm được là được rồi. Rồi, tiếp tục let's go nha anh em. Đâu? 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 Dí nó cho nên chạy bộ xuống rồi bắt sống. Chưa chúng như nào chưa? Ủa giời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Con này nó ít chạy hơn cái con bữa à. Con bữa chạy ghê lắm. Ôi trời ơi, trời trời trời. Ôi nó to ghê rồi. Đâu? À, cái gậy vừa cái ôi nó nữa kìa. Ôi trời, chạy về xe. Ôi trời, cái vô tôi bắt gan á. Nó dùng vui dùng mày. À, bắn mà bị thương vậy mà nó còn chạy đi. Mà bắn bị thương vậy mà nó còn chạy à, mệt quá bụi ghê nè. Anh bắn vô đây nè, bắn vô cái bụng cái gì á, bắn vô cái bụng nó chạy mà mất. Đâu vô cái bụng mà phải đi cái chân. Vô cái chân bắn vô đây máu. Con nữa đây nè. Con nữa đây nè, đây chứ. Tại vì em dí qua bên đó là con thấy con lại dày lên đây. Con này nó cũng chạy vòng vòng lên đó đó. Ừ, nhưng mà em dí dưới đó là đây, đây lên đây con. Mệt quá. Thôi, tiếp tục. Đây kiếm. Đây anh em nha. Mới hạ cho em sóc nữa. Quá khuya. Nó chạy đất mệt quá. Ôi, này mập quá rồi em ơi. Dí sóc không nổi. Rồi, tiếp tục let's go. Hạ nó về mình chiên nước mắm nha anh em. Nó đang nằm vuốt râu ở đây nè. Ở dưới cây này nè, nó đang vuốt râu này nè. Giờ mà nó mắc cái cành cây không bắn được rồi. Bây giờ mình cần chiên như thế. Đó. Được. Nghe cái đầu anh em. Được không? Nghe cái đầu treo rớt 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 lụm. Đầu ta. Ở đây khó thấy ghê. Bự lắm anh em ơi nè. Sợ bá anh em. Ui xa. Nghe cái đầu. Rồi, tiếp tục let's go nha anh em. Mới hạ một em chim đen nha. Bay một vòng, nó bay ngay là em. Ủa thì phát, rất đông. Mày, cái họng mày la lớn quá mà. Cái cây bỏ, tự nhiên lại lụm cái nó bay một vòng, vòng tròn, tự nhiên bay lại mình. Bỏ cho phát, đâu cần bắn nữa. Cười chứ. Xấu số. Không thấy nó hả?
Đi trốn không? Sốc đất. Nó đây rồi. Ôi. Con sốc đất. Con sốc đất sao? Đâu? Chạy đâu đi, cho nó lên đây đi. Chưa? Rồi. Hello anh em. Toàn đang phát hiện một em sóc bông đang đậu trên cây. Anh em coi. Coi nha. Quá hay. Hết sọt luôn anh em ơi. Chờ mỗi cái đó. Đúng rồi. Đúng là cao thủ phui cho anh em ơi. Một viên một. Đây anh em nha. Ê, chị chết. Ui to quá. Đặt sọt cá. Ui, ui nó to này anh em ơi. Anh em xem nó to. Nó trâu quá. Cái mức đụng kho khủng không? Oh. Bắn không lủng luôn mà. Bởi vậy nó già. Nó già rồi. Nó già to ghê. Già quá đã. Trời ơi. To ghê. Cho bà. Gì vậy? Tôi tưởng nó con ve. Ve cắn ngay cái đít như cái cục mũ này. Đó anh em nha. Quá oh, dữ. Okay. Toàn tiền tỷ bắn kinh quá. Đây. Đây phần tác phẩm của mình đây. Mày chạy chui vô ổ nó mới chết anh em. Đây là chui vô ổ mới chết. Ok nha anh em. Một đeo. Sốc vậy thôi một chứ. Đeo. Gì nữa. Một đeo. Một đeo, một đeo. Quá tuyệt vời anh em ơi. Hả? Kiếm con kia đi. Chạy chứ. Không chết rồi. Ngay tim rồi. Bắn gì nó ngay tim. Hello anh em, bây giờ mình về tới nhà. Giờ mình quay cái thành quả ngày hôm nay cho anh em xem đây. Ui trời ơi, nè Thắng ơi. Đây đây này. Đây này. Ui trời ơi, anh em coi thử coi. Ơi. Con này chứ sao? Anh em giờ cân nó vậy, cân cái 6 cân 60 nè. Không, cũng đúng cái cân đây đó. Đúng không? Cái này chắc 4 ký mấy hay là 3 ký mấy đây nè. Đúng đó. 3 ký. 3 ký đúng. Trời ơi. Có 3 ký mấy thôi. Này, 3 ký đúng nha. Kinh chưa? Kinh chưa? Trời ơi. Cân cái cân 60 ký mà 3 ký. Đổi ra đâu đi. Đổi ra đâu? Đổi ra Thắng ơi. Thắng, đổi ra Thắng. Ui đây là coi nha em ơi, Thắng làm 4 cu anh em ơi. Đây nha, con trai của Toàn làm 4 con. Quá hớp. Trời ơi, nè Thắng này ra. Đó. Ui trời ơi. Đây nè, chim đây mà. Ui anh em ơi, coi nè anh em ơi. Quá tay rồi. Trời ơi, một đống luôn. Thật là khủng khiếp rồi. Ôi. Rồi video tới đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like, một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm tiếp các video khác cho anh em xem nha. Rồi chào anh em. Con chim này đẹp ghê hả bác ơi? Con chim này bác cưng.